Rồi. Vâng, lúc này thì bên phía team Navi họ chọn quyền first pick, còn Rayan thì họ chọn, còn Alliance thì họ chọn sai và họ chọn bên phía Rayan. Người bên pick cho phía team Alliance đó chính là Misery, còn bên phía team Navi đó là Dandy. Dandy first ban Freemaster, còn Misery thì first ban ra Void. Navi lượt ban thứ hai có thể là hướng tới Aetherfest hoặc là Razor. Cũng có thể là ban ra Naga của Luna. Nếu là một năm trước đây thì trận đấu giữa Navi và Alliance phải nói là hai đội cực kỳ thu hút trên toàn thế giới. Một năm về trước thì Navi và Alliance được xem như là hai đội mạnh nhất thế giới rồi. Và mặc dù thời điểm hiện tại thì cái lineup của họ không còn như xưa, cũng như cái phong độ của họ không còn được tốt, nhưng mình nghĩ là trận đấu này cũng được khá nhiều người mong chờ. Và lúc này thì bên phía Dandy ban ra Ogre Magi. Về phía Alliance thì lượt ban thứ hai này liệu có ban ra Bad Rider của Phoenix hay không? Vâng, đúng là ban ra Bad Rider của Phoenix. Và Navi first pick. First pick thì có thể là Aetherfest cho Dandy đi mid, có thể là Razor. Có thể là Sky. Những con hero hot pick được dành cho được pick đầu tiên. Vâng, đúng là Sky Wrath Mage dành cho bên phía team Navi. Trong khi đó bên phía team Alliance một lượt đu pick. Đu pick này có thể sẽ là Aetherfest cho F-Mider. Cũng có thể là bộ đôi Magnus và PA, hay là Magnus Medusa, hay là Razor thì không hot nữa. Razor giờ nó không hot nữa. Razor nó chỉ ở mức trung bình thôi. Không hot là những hero khác. Naga và Loda first pick luôn. Reserve time. Alliance's turn to pick. Lúc này thì bên phía team Alliance pick cho mình IO. 10 seconds remaining. IO. 5 seconds Alliance remaining. Và lượt pick thứ hai này liệu có phải là Naga không này? Reserve time. Liệu có phải là Naga cho Loda? Theo nghiên cứu cho thấy thì Alliance nếu mà có Naga cho Loda thì sẽ thắng khá là cao. Và đó là Centaur cho phía team Alliance, có lẽ là dành cho Bulldog rồi. Còn IO này thì hình như là dành cho Aki. Cái đó bên phía team Navi Galap Mage chắc là dành cho những support của OneScore thôi. Và bây giờ đây là được pick thứ 2 cho phía team Navi. 10 seconds remaining. Nick, FNG, Hervos, Dandy. Rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà khi mà team bạn có IO thì team chúng ta nên hướng tới một cái con counter như là Destructor hay là AE. Và đó là Navi lựa chọn Slag. Slag dành cho vị trí carry của Hervos. Trong khi đó thì bên phía team Navi lượt ban thứ 3 đó là ban Adum. Alliances turn to ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining.
Reserve time. Vâng, Alliance ban ra chuyên protector của FNG, trong khi đó thì Na'Vi ban ra Doom, vị trí carry của Loda. Còn Doom là một sự lựa chọn mà người ta thường dùng để mà counter Slag. Bởi vì Slag rất là cần một cái độ cơ động, mà chỉ cần bị Doom thôi thì Slag chẳng làm gì cả. Không cần phải có hệ xanh, chỉ cần Doom thôi. Cơ bản là một pha Doom level 6 thôi. Là Slag bị sai lầm lại và Slag khá là phế. Trong khi đó Na'Vi bấy tới một bên ra Crystal Bank. Vâng, để tránh cái bộ đôi IO và BB. Vâng, IO và BB. Và chiến thuật rất là nổi tiếng của team Ace Gaming Việt Nam. 5 seconds remaining. Bây giờ bên phía Alliance lượt bên thứ tư. Reserve bên này có thể sẽ ban ra một hero bot nữa, hoặc là sẽ nhắm vào vị trí solo mid, hoặc là ban ra AE. Có thể là ban ra AE, tại Na'Vi đã từng dùng AE cho Danny đi mid rồi. Và Alliance's turn to vâng, pick. Alliance ban ra Legion Commander. Trong khi đó thì bên phía team Alliance lượt pick thứ 3 này, IO Centaur, giờ thêm một con đi cặp với IO đi. IO Zyro. Không, IO Zyro không hay. IO Bristleback thì ban rồi. IO Tiny. IO Tiny hoặc là IO CK. Để có thể lấy số đồng và hãm hiếp con Slag. Với IO Tiny thì Slag khó lòng đánh được Tiny nhiều phát. Bởi vì rõ ràng là Tiny có cái skill 3 Mini Sun rất là khó chịu. Đấy là một hero tay ngắn hay cao tờ được. Cũng đó là combo của Tiny cũng khá là khó chịu như hero máu giấy. Còn về AOCK thì đó là hiện tượng một đám đánh một đứa thì rõ ràng là Slag sẽ gặp bối rối trong cái việc target chúng hero. Cùng với đó là AOCK sẽ phù hợp với cái chiến thuật Crash Auto của Alliance nổi tiếng một thời. Và đó chính là Crash Death Prophet dành cho FMD vị trí solo mid. Có thấy là Alliance họ còn thiếu một hero support cũng như một hack carry dành cho Loria thôi. Và Naga vẫn chưa ai rớ tới cả. Về phía team Na'Vi thì với việc có Slag cho Vos và Scarab May có lẽ sự cầm bởi Vanscore thì họ còn thiếu một upland cho Phoenix, một support cho NG và một nep solo mid dành cho Dandy. Ứng cử viên sáng giá cho cái lượt pick này có thể là một hero giữ lại như là Puck của Dandy, hoặc là Dandy đi mid để mà counter lại con IO. Reserve time. Thực sự thì từ khi Dandy pick cho Na'Vi thì cái lối pick của Na'Vi có phần mới mẻ hơn, mới lạ hơn. Và mình vẫn mong chờ một ngày nào đó Dandy tự biết cho mình Butcher. Đó sẽ là một cái tự thúc lớn từ phía Na'Vi, và nếu tuyệt vời hơn mà Na'Vi có thể thắng được với Butcher thì đó sẽ giúp cho các fan hâm mộ trở lại tình yêu với Na'Vi. Và bây giờ bên phía team Na'Vi biết cho mình bên cho FNG. Và bây giờ Na'Vi còn thiếu vị trí cho Phoenix cũng như là Havoc. Trong khi đó thì bên phía team Alliance Ten seconds remaining. Reserve time. Seconds remaining. Chaos Knight. Na'Vi's turn to pick. Vâng, đó là AOCK dành cho bên phía team Alliance. Đúng như dự đoán thì Alliance sử dụng CK trong vị trí carry của Loda. Vậy là Alliance còn thiếu một hero support nữa dành cho Misery thôi.
Trong khi đó bên phía team Navi, ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Navi lượt pick thứ tư. Phoenix và Lenny. À, Phoenix thì đâm không còn. Phoenix thì Mad Rider không còn. Phoenix thì còn Puck. Còn Puck. Còn Puck. Còn Thai. Còn Thai. Thai là một sự chọn không tồi cho cái lap này của Navi. Thai disable AOE cho Slack có một cái góc chạy đẹp. Cũng được. Bên và Sky một cặp yêu nhau rồi. Và đúng là Thai cho bên phía team Navi, Phoenix. Bây giờ lượt man thứ 5 từ bên phía team Alliance. Vị trí của Dandy. Seconds remaining. Bắc, bên này bắc đây. Phải bên này bắc. Lap này đã vây thêm hơn một bắc là nó quẩy tung hoành. Không, của Halloween là Pen. Navi cần một cái boss down để mà giết được cái bóng CK trước, để diệt bóng trước, và cái Pinup Pen là một sự chọn hợp lý. Bên này Alliance thì ở bên Razor. Cái đó là bên phía team Navi. Lượt Pen thứ 5 này vị trí support của Misery. Có thể là một con nó hơi tăng một tí. Rush King chẳng hạn. Lao vào stun cho CK kéo về làm thêm một combo stun nữa. Khá là khó chịu ấy. Cùng với đó là với khả năng hồi máu của Rush King thì CK sẽ rất là trâu. Và Navi ban ra AE. Trong khi đó bên phía team Alliance, được biết cuối cùng của mình, Hero support cho Misery. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Lina. Vâng, Lina cho Alliance. Vì đó sẽ là một cái stun từ phía CK, sau đó Lina stun đè lên, xong rồi CK kéo về và rep. Wow. Thật ra là mình nhầm, đó là CK stun, xong rồi kéo về, xong rồi Lina stun đè, xong rồi mới tới rep. Bây giờ Navi lượt pick cuối cùng cho Dandy. Liệu có phải là bất trời hay không đây? Là up của Lion chỉ cần cắt được con IO hoặc là con Lina ra hoặc là con Dever ra. Nói chung là ba con mẫu giấy này nè coi như xong. Đó là TA và Dandy. Tưởng có bất trời. Tưởng có bất trời sẽ rất là vui. Mình rất là mong được thấy bất trời của Dandy. Và đây là CC nhìn cho phía Dandy rồi. Seconds remaining. Vâng, ngoài bên trái lúc này thì chúng ta có Tam Bathet với Kim Tan. Còn BBVN thì được thì lock bởi khá là nhiều người. Hình như không biết có IA này không, nhưng mà Du với CLMA đang lock vào cùng. Và bây giờ thì wow,
Lab Community Alliance, Aki với IOL Underdog, với Centaur Misery, với Layna, Loda với Chaos Knight, cuối cùng chính là Death of Fate dành cho FMD. Về phía team Na'Vi, đó là Slack dành cho Hợp Vox, Skyrush Mage dành cho FNG, Dandy Dimit với Simla Assassin và Van Scorben, cùng đó Time Hunter dành cho Fnatic. Hôm nay là một ngày khá là thú vị, khi mà hai trận đấu, có những hai trận đấu trong tổng số 5 trận tính tới thời điểm này có sự có mặt của Lina và team là Assassin, đặc biệt là khi mà nó ở hai chiến tuyến. Hai con này dạo này ít khi được pick. Lina support ít khi pick. Taya Demis cũng ít khi thấy pick. Đã một thời thanh niên tung hoành khắp thế gian nhưng mà sau đó thì mất dạng. Và dạo này nó bắt đầu có xu hướng trở lại. Và bây giờ đến với lap của vâng, Alliance Chip Land. Đây là màn hấp diêm, nếu mà sẽ cả stun được, stun được rồi kéo về trong Lina stun đây. Combo cực kỳ đơn giản và thoải mái thôi. Phoenix sẽ solo cái lane boss này, với việc là nếu mà thọt sẽ vào stack kèm phạm buộc. Cái đó bên phía team Na'Vi, Ben và Sky, Kai và Slack đi trên top với lại Centaur. Đây này khá là dễ cho phía team Na'Vi thôi, khi mà Kai liên tục harass rồi Slack thì tranh thủ hút về vài điểm start. Có mid thì DP với lại TA, thì TA có phần nhỉnh hơn, tại TA đam to hơn, harass rất khó chịu, cùng với đó là khả năng burst dam vật lý rất là kinh khủng. DP là một con hero hơi mỏng về cái khoảng ammo. Thật sự thì hero Intel mà nói gì nói, đây là một hero Intel thì nó khá là mỏng về ammo máu nè. Nếu mà để ta owning ở thời điểm mid game, thời điểm early, thời điểm đi lane, thì thời điểm mid game cẩn thận DP bị ta phong tôm chết. Giai đoạn early rất quan trọng cho con DP, DP cần phải được chăm kỹ, không phải cho ta quá xanh. Phoenix vào soi hàng rồi. Bước quay tay để mà dắt ra tinh lên. Nối dây ra. Đấm tay vào Phoenix, đấm tay. Nối dây tiếp tục, có slow không? Quay tay tiếp tục tinh ra, Phoenix nằm xuống rồi ngủ lại. VIO vẫn chưa chết. Con cò đứng khá sâu đằng sau, nhờ định bắt gà sao, nhưng mà con gà về an toàn rồi. Con cò bắt hơi trễ ở đây, định hốt MD cho ngủ lại. Con tên lại Phoenix, tấm tay hà ra thằng Phoenix khá là trâu, không ngần ngại gì lắm đâu. Một điểm vào skill 2 và một cái khiên là quá đủ với Phoenix rồi. Lúc này Starken với FMD để mà có thể farm được bằng cái vậy. Chuyết cho Slack của Na'Vi. Horus farm free khá là giàu, 218. Trong khi đó thì Danny Amix đang owning với là con DP. Còn như mình đã nói ở đầu game thì TA rất là dễ thắng lane con DP khi mà lượng đam tay nó khá là lớn cùng với cả animation.
Chưa kể là bắt buộc Alliance cần phải rank con ta này. Nếu không muốn mid game nó giết con DP rất là nhanh. DP mà thọt ta với con xanh thôi, đam nó to, tán chết DP rất là dễ dàng. Trong khi đó thì ở dưới boss thì Phoenix chủ yếu hit level, và Dota thì đang được farm free. Mà với việc là đi cái đua lem IO Seika thì lượng kinh nghiệm của Dota sẽ bị chia so với lại con Slack solo lane. Slack này đang được solo lane khi mà Sky đã vào rừng làm trò rồi. Radiant's middle tower is under attack. Sky này vào rừng tạo cái gì đó không rõ. Courier mang ra cho Dandy cái cheat. Còn Bulldog vào rừng kiếm Van FNG. FNG với Sky. Vòng ra luôn, vòng thẳng ra mid luôn, lên trên đồi ngắm cảnh nè. Vâng, dưới boss hết tốt dành cho học nhận trên top chứ không phải là dành cho boss. Thì mà Honey Bulldog vừa mới bỏ lane lập tức Misery lên bảng ngay. Pha nổ vậy à, khó chịu đấy. Lại bẫy ra mà đi không hề hấn gì cả. Có refraction. Trong khi đó thì ở mid nhảy dưới boss thì Phoenix hết được cho mình level 4 rồi, tương đương với level của Loda. Farm thì không nhiều thôi, 11 con thôi, chạy theo of land mà. Một phần tân là 3 giây kéo về. IO là đá bi, và score là một phần ngủ là được Loda. Cũng nhìn thôi, IO một giây hồi máu rất kinh. Đó là xong, Lina đang đi ra từ phía Misery. Sẽ là một phần tân chăng? Không được rồi, nhỏ nước bọt, không có nhỏ nước bọt, chém tay. Bulldog là ra một phần tân, đổi máu rồi, cũng máu rồi. Lần hai rất đẹp, Phoenix sẽ chết ở đây. Có lẽ sẽ chết, body block của Misery. Kéo qua để Phoenix một tên một giây nằm xuống Phoenix. Đây thì Misery một vài tên là kiếm tên cho Regen dành cho Sky của FMG. Một đều. Còn mất cái đuôi rồi, còn pin cái gì? FMG hình đi cướp cho tiền mướp. Vâng, vừa rồi phải nói là một cái pha di chuyển hơi lỗi của phía Team Navi. Khi mà họ đi ra đây và gặp ngay con hơi nhỏ mà Bulldog tới đâm thẳng qua đây stun 2. Và Lina stun đè phát nữa rất là khó chịu. Không, qua đó Lina không stun đè mà Lina phẩy. Rất may là pha ở đây Lina không stun đè được. Nếu Lina stun được thì chết chắc rồi, kéo qua lại Phoenix rồi. Đá bi các kiểu Phoenix này không chết được với sự hỗ trợ của anh thì FNG. Cái đó thì ở mid Centaur đi lên với TE để cho DB và thằng tắc kem với lại Lina. Có một cái tắc kem khá to, một cái tắc 4 và hai farm. Một farm rất sướng thôi, hai cái phẩy rồi. Vâng, đây là trận đấu thứ 5 của ngày hôm nay. Và sau trận đấu này là trận đấu cuối cùng giữa Power Ranger và hình như là Lion các bạn. Check lại. Power Ranger và Empire. Sau trận đấu này là Power Ranger và Empire. Và lúc này thì rune 8 phút rồi. Sẽ có rune. Sắp có rune rồi. Dandy có cheat farm khá là xanh, 52-35. Denied. The Wages of Fear. Vương top rune illusion, boss rune bounty, rune boss dành cho bền rồi. Bulldog thì ở mid có lực level 4 khá là đáng thương cho con trâu này. Là anh rút hết vào rừng luôn để lên top cho Havos free farm. Một ca 6 tiền rồi sẽ đã tích tiền lên Berlin thôi. Ô hồi bó có hơi quẩy ô trong trường hợp này. Quả ca stack kem to thế nhờ. Vâng, stack kem với Lina, DP, farm cùng nhau. Chị em thương yêu nhau mặc dù là tụi nó không có liên quan họ hàng gì cả. Và bởi vì
cái GDP 6 Alina chắc chắn là hai con này không có họ hàng với nhau rồi. Với đó thì ở G-Bot Loda này được free. Hai team này thể hiện trình độ farm carry của mình. Phong farm cực kỳ nhẹ nhàng đến từ phía cả hai team luôn. Lát thấy điều này cực kỳ trình. Đây là trình độ top của xu thế giới đang phải thế. Qua tân lại lóc rồi nằm xuống về. Một tân một vẫy lửa. Đó là combo của Loda lại tân lại kéo về mà cho Lina tân đèn lên và vẫy lửa. Đó là 2-1. Còn số kill rất là ít và nó bốc hơi thường rất là nhanh. Ở đây Stark Cam phát hiện được Phoenix đang farm Stark Cam còn 100 máu rồi. Ayo tỉnh đá bi ra nhưng mà quá xa rồi, bi vẫn đang bay mà không trúng được. MG lao lên một pha slow không có sai, cần lắm một cái sai có sai rồi. Bây giờ chủ gần có 2 CP ra, một pha slow xa nào trúng được Ayo. Ở đây ngủ ra được Loda lắc lao lên Herbos, một chém hai chém AK nằm xuống Herbos có mạng đầu tiên, mạng thứ hai trong đời. Sau đó là Loda nằm xuống mạng cho Dandy. Vâng 3-2 dòng phía Navi. Nào boss Goblin rồi khai chơi bằng cái mạng của của Aki khá là hay. Lúc này thì ở boss có thể sẽ cân on chà. Trong game 2 của trận đấu BO5 giữa Navi và Power Rangers cách đây vài ngày giải trên Dota 2 trên mình League Season 4 thì ở boss đã lên linh cho đã sử dụng Slack và gánh cả team. Không phải là gánh team nhưng mà một mình Havoc cân cả team bạn rất là bá đạo. Từ phía Slack của Havoc sẽ hơi slow lại chứ có những nước vào không có ra mình luôn quay tay nằm xuống, đó chính là buồn đó. Rất hay đó từ phía Phoenix. Giờ còn phải đi về trước khi bị kéo lại, trước khi bị stun, trước khi bị một cái gì đó. Có vẻ như là không bị gì cả khi mà khoảng cách là không đủ. G-Bot, ôi thôi misery. Ngủ lại hơi bóp rồi. Mà đó không ngủ lại chắc được chứ. Lại là hơi bóp. Đó có cho mình được cái gì máu tích tiền là mình chấp linh. Còn thiếu 2/3 chấp linh nữa. Khá là xa đối với chấp linh. Ừ phải buôn đó. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Phải ăn được chỗ bot F mother. Lúc này thì ở trên top vâng Loda và Ake đang yêu nhau. IOCK đi về từ phía FNG không phát hiện được từ phía Loda. Thử phát hiện được đấy nhưng mà không kịp thôi. Đó giờ tiêu rồi mình tới rune EV cho hồi boss rất thơm, cái rune rất tốt dành cho Slack. Cái rune này có thể thay thế cái Shadow Blade trong cái việc găng lẻ của Slack. Và liệu bắt được ai đó không này? Anh đi khá là hổ bao. Và cái Senchi sao được hồi boss rồi. Senchi sao được hồi boss. Nhưng mà có cái xe ở đây, nó chả sai. Chú mà hồi boss thanh niên lập được rune EV và bị soi. Vâng. Vụ phá Senchi đến từ phía tỉnh Navi. Và cắm Senchi để phá Senchi. Phía Navi phản xạ rất là nhanh khi mà lúc nãy Havoc đi ngang qua đây và cảm thấy là mình bị phát hiện. Tức là gọi team ra phá Senchi luôn. Vì Havoc có cho mình được wow, Linh và Cheat 1.5 tiền. Có lẽ là một cục internet ảo trước để mà lấy start. Radiant's middle tower is under attack. Mà gọi là FMD cắn trụ rồi.
chắn khá khó chịu đấy. Gọi ra cả bóng sẽ càng một cái bóng nhìn thì hùng hổ, cuối cùng có một cái bóng thôi. Trong khi đó thì vào diện đội hình khá tốt ở từ phía team Alliance để mà tránh việc thay ra NT cả đủ. Này thay phân tích đang TV ra. Đây là phân tích của phân tích ra rồi. Nếu có không lên được phân tích và Navi họ không thể mà không bán được. Lao vào quá slow. Thay lên và nào ở trên tầng thì lên cho bỏ. Rất là dễ dàng thôi. Wow, bây giờ Navi họ phải kéo 4 người ra limit rồi. Radiant's bottom tower is under attack. Không phải Alliance lại tản ra và farm. Rồi sao nhận dọn phía thì Navi. Dire's bottom tower is under attack. Hốt, Linh ra và hốt. Linh xéo ở đây, slow lại ép order rồi. Một hoa sao lập nhảy lên, mid thì Vos nhưng mà ăn được mạng. Có lẽ là ăn được mạng này của Navi. Mạng dành cho Vos, không cho FNG. Thì phải ăn luôn cái kem rồi luôn. Quá hơn Navi rồi. 5 hàng. Lúc này 4k cho Navi, kinh nghiệm là khoảng 6k. Radiant's middle tower is under attack. Cho boss sắp xong rồi. Thiếu khoảng hơn 1k tiền cho SKD dành cho boss thôi. Khoảng 1k3. K2, K3 đấy là có SKD cho boss. Midas hoàn thành cho Loda vâng. Một cái Midas khá là trễ. 16-40 cái Midas dành cho Loda. Khi mà anh ấy đang lên cho mình cái sen. Xong rồi lại chuyển qua lên Midas. Có quyết định hướng tới late game. Tại vì late game thì Alliance sẽ có lợi hơn so với lại Navi, khi mà con Chaos Knight sẽ trở nên cực kỳ trâu và Slash không thể nào chém chết được con Chaos Knight. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Ra một nhảy FPD 1, 2. Antica thủ hàng mạng chính là FNG, chuyên truyền FNG Ravage đó. Đó là Ravage 3. Đó là lô đó đang bị chém lao rồi. Ôi nằm xuống. Một pha xử lý rất nhanh đó từ phía Dandy cũng như là Boss luôn. Nhảy lên so chém phải hồi IO relocate nằm xuống IO. Hai phát ốc hơi luôn. Một pha nhảy đến từ phía Dandy. Một nhảy IO chết trong đó thì ở đây Black và Victory. Một pha lao lên nhằm xuống mạng nhờ boss killing streak. Quá ngọt cho phía team Navi. Flash giờ khá là khỏe rồi, bây giờ chủ nhờ phía team Navi luôn. Radiant's middle tower has fallen. Wow, Navi giờ họ đang ancient của phía team Alliance. Với stack game khá là to. Cướp trên vàng mướp rồi. FNG, thanh niên KS của năm, không cho boss ăn cái mạng nào hết. 3 level 4 của FNG được 4 level. 5 beep. Thanks for that. 5 beep. Đây là Deso.
Vâng, với đề show là Dandy sẽ vả cả thế giới luôn. Cái thương tổn một cái chiêu nhảy này là 8 armor phải không? 8 cộng 7 là 15 armor. 15 armor này con nào chịu nổi. Radiant's bottom tower is under attack. 8 armor. DP được 8 armor, Lina 7 armor, Io 3 armor. Radiant structures một cái nhảy là trừ 8 armor rồi, thêm cái đề show. Radiant's bottom tower is under attack. Nhân đam luôn chứ không phải là. Radiant's bottom tower. Tao trâu lắm thì 9 armor. Dire's top tower is under attack. Khó lòng. Smog thủy mới rơi lỗi smog rồi. Con score lui về luôn. Con đi một cái chuyện rất là hay lỗ được cái smog của phía team Alliance. Radiant's bottom tower is under attack. Paravis lên đó là phân lý Nam Dũ tiếp tục là Loda. Tiếp theo sẽ là AK thôi. Một Paravis rất hay đến thời điểm của Nesman Killstreak. Trong khi đó thì Boss Lag giết được cả Lina cùng Mizuri luôn. Còn Paravis rất đẹp đến thời điểm phân lý. Rất là dứt khoát và tỉnh đẹp trời. Trận này khó cho Alliance rồi 13 và 2. Chào ai, nhảy lên. Quay lên trên top chơi với đại hình niên Bulldog nha. Dire's không, top tower top is under attack. Có Cascade rồi. Giờ IO Sega làm gì đây? Tuy nhiên là mày đã chi rồi bây giờ lại kiểu dở người. Không làm gì được cả thôi biết không? Từ phía Loda 13 và Hà là một con số khá là ổn đi. Cái gold nhờ hơn 12k tiền. Kinh nghiệm là gần 20k. Nick lên ra thấy được ấy được thấy copying rồi tinh ngược quá. Radiant's top tower is under attack. Không muốn nó thấy được nhưng mà quay lưng đi. Radiant structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Loda lúc này mình cái gì vậy? Chống rồi. Chống Radiant's top tower has fallen. Đằng này bắt buộc phải lên Manta để mà quấy rối con Slash cũng như là có một cái gì đó xóa được cái Silent của con Sky. Silent nó nhìn vậy thôi chứ rất là khó chịu khi mà nó có thể burst tăng theo cái đam burst ra. Radiant structures are fortified. Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. Lao vào boss chém luôn rất khó bảo một pha nhảy nổ đam ra chi gì nữa bảo nó ra rồi bị khiến ra làm gì rồi chạy được không? IO Rocket và từ bị Aki. Ở bên này thì Dandy đang quẩy và bùn đó IO đang cao rồi cái lên tân lên Dandy. Ô rồi Dandy vẫn đang có reflection của bảo bảo hộ vẫn đang sai lệch của Rocket vượt về đó là Dandy bị stun. Trong khi đó thì IO Rocket ra và hỗ trợ được mạng Dandy một tác nằm xuống Dandy còn hấp dịp lừa Max. Illusion. Sẽ có một sáp dành cho Phoenix. Thấm tay, quay tay, tần ra, lần rất hay và tích né luôn ra và sẽ có màn quay tay giết Missouri, quay tay cũng ra, tiếp tục hậu quan tần lên với bùn đóng, tần lên là học kéo về Zenoda, kéo về Zenoda và phần nick đã chết với một pha vẫy từ BDB. Thôi là hậu báo khi mà cùng đó là Missouri khá là may mắn khi mà được vào máu qua kê. Gần như không phải chết trong tình huống vừa rồi. Wow, Loda, IO, CK. Như lên BKB chuyển rồi không lên sen nữa chỉ còn lên BKB mà chống chịu được cái lượng đam từ phía team Navi Sky và combo Slack rồi còn anti time rất là khó chịu cho combat. Nhưng mà với việc lên cho mình cái BKB như thế này thì đã không tận dụng được cái sức mạnh gây rối loạn đối phương từ phía những cái bóng rồi lô kết ra Ayosaka kéo về tự ngủ lại rất hay với bạn score anti cũng lại không tô đà
Rồi boss lao ra chặt đầu chiếc AK. Nằm xuống AK. Đâu đây? Yes. Tôi bạn cùng tiến ra đây. Body was a cage. Ông nhỏ đi vào Roshan nó được với team Navi. 16-4 cho team Navi rồi. Trận đấu nó quá là rep. Đêm đêm chiếm 10 thành cậu. Không bị ban. Tạm thơ lắm. Tạm qua. Oh wow, boss lại giết người rồi. Trận top. Rồi chém. Chém như thế. Rồi có bú bá thì chém như thế nào. Bú bú xét cho boss. Aegis dành cho Lenny. Còn đánh kiểu này mình nghi ngờ Navi vô địch giải Star Ladder quá. Chắc mình cân nhắc trên kèo. Đánh kiểu này Navi đánh quá cứng rồi. Bảy bốn chênh lệch còn hơn cả Fnatic với lại KBG. Radiant's bottom tower is under attack. Ngày mai là ngày 22 đúng không? Ồ không! Hôm nay là ngày cuối cùng của giải The Summit rồi. Ngày mai không có giải. Mai được kỳ. Một double Herbos vào và tiêu giết được AK. BKB kéo và đập Herbos. Herbos bật ulti lên và chạy qua các phía Loda. Chỉ dành công sen khó chịu. Đây, bật tay đứng chặn đầu qua đi đóng lại hơn Loda nằm xuống và nhận nhanh trong bên. Cô và rồi. Khó 19-4 trên gold bây giờ mới có 15k rồi. Khi đó thì đây Dandy đang bắn Victory nằm xuống tiếp tục là một pha đâm của em qua được. Ôi thôi này mình chết mạng cho đi vào đây từ Milo đây. Còn 25 quá chậm quanh lên từ Navi. Navi và Lion vâng Ravage ăn mừng cho tên tích 4-2-1 đang được game. Vâng, rút trận đấu giữa Navi và Alliance. Trận đấu rất được mong chờ ngày hôm nay, thẳng nghiêng về phía team Navi. Và chúng ta cũng giải phút trước khi đến với trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Trận đấu giữa Empire và Power Ranger sẽ được gửi đến các bạn sau vài phút nữa. Vừa rồi là phần stream và bình luận của Du đến từ Studio. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.